năm sắc báu đầy hư không kinh văn hiệu dĩ thử tâm tinh nhiên diệu minh quán sát bất đình ức án hàng phục chế chỉ siêu việt ư thời hốt nhiên thập phương hư không thành thất bảo sắc hoặc bách bảo sắc đồng thời biến mãn bất tương lưu ngại thanh hoàng xích bạch các các thuần hiện, thử danh ước án, công lực du phận, tạm đắc như thị, phi vi thánh chứng, bất tác thánh tâm, danh thiện cảnh giới, nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà. Lại đem tâm ấy chiếu xét tinh dòng màu nhiệm sáng tỏ, quan sát không ngừng, đè nén hàng phục ngăn dứt quá phần, bấy giờ bỗng dưng thấy hư không mười phương biến thành màu sắc bảy loại châu báu hoặc màu sắc của trăm loại châu báu xuất hiện đồng thời đầy khắp, không ngăn ngại lẫn nhau, những màu xanh, vàng, đỏ, trắng hiện ra rõ ràng, cảnh giới này gọi là sức công phu hàng phục vọng tâm quá phần, mới được cảnh giới như vậy chẳng phải chứng thánh, không khỏi thánh tâm là chạm tốt, còn nếu nghĩ rằng mình đã chứng thánh thì liền rơi vào tà kiến. Giảng dạ, lại đem tâm ấy cứu xét tinh dòng màu nhiệm sáng tỏ, quán sát không ngừng, đè nén hàng phục ngăn dứt quá phần, cố gắng kiềm chế hàng phục vọng tâm của mình đến nỗi nó không đạt đến chỗ siêu việt bỗng dưng hư không trong mười phương biến thành màu sắc của bảy loại báu hoặc màu sắc của trăm loại châu báu xuất hiện đồng thời khắp trong không gian mà không ngăn ngại lẫn nhau mà nó không hề chướng ngại lẫn nhau những loại màu sắc xanh vàng đỏ trắng đều hiện ra rõ ràng mỗi thứ đều phô bày màu sắc riêng biệt của nó cảnh giới này gọi là sức hàng phục vọng tâm quá mức ông dụng công tu tập chế ngự vọng tâm không để để cho vọng tưởng xen vào, không để cho nó giấy khỏi những tạp niệm. Sau khi sự kiềm chế ấy xảy ra một thời gian dài, trở nên căng thẳng quá mức, đó là ông đã vượt quá mức độ bình thường lẽ ra nên có mới được cảnh giới như vậy chẳng phải chứng thánh, ông chỉ tạm thời thấy được sắc màu bảy báu trong không trung thôi, vậy nên trạng thái này không có nghĩa là ông đã chứng được thánh quả, không khởi thánh tâm là trạng thái tốt, còn nếu nghĩ rằng mình đã chứng thánh thì liền rơi vào tà kiến sẽ là hoàn toàn tốt đẹp không phải là tình trạng xấu còn nếu nghĩ rằng mình là bậc thánh liền rơi vào tà kiến ông sẽ bị bao vây bởi bè lũ tà kiến và ông sẽ đoạn lạc